Trong cái bài số 1 này thì mục đích của chúng ta sẽ ôn tập những phần cơ bản. Ví dụ đánh số thứ tự, định dạng cột, trị giá, thuế, cước, tổng cộng. Đây, tất cả cái này chúng ta sẽ làm ở trong cái bài này. Ví dụ như các bạn đánh số thứ tự ở đây, nó có rất là nhiều cách để các bạn đánh số thứ tự. Ví dụ như mình cho chỗ này số 1, chỗ này số 2, và các bạn bôi đen cả hai, bôi đen cả hai. Sau đó ngay ở góc phía dưới bên phải, các bạn double click là nó đã tạo được số thứ tự cho các bạn rồi. Hoặc là các bạn có thể sử dụng thêm cái phần fill data để mà các bạn điền dữ liệu vào. Phần tiếp theo, giá trị thì lấy trị giá, lấy số lượng nhân đơn giá. Số lượng nhân đơn giá. Chỗ này chúng ta sẽ bằng số lượng nhân đơn giá. Enter. Nếu như trên máy của các bạn làm mới, nó chưa có cái định dạng dấu phẩy này, thì các bạn sẽ bấm vô đây, nó cho các bạn định dạng. Hoặc các bạn để ở chế độ là General thì nó không có. Bạn sẽ đổi qua Number thì nó có dấu này, và bạn bấm vô dấu phẩy. Như vậy nó đã dư hai cái số thập phân. Nếu như chúng ta không cần thì các bạn bấm cái lui, nó sẽ lưu lại không cần số thập phân ở phía sau. Và đối với thuế 5% của trị giá, trị giá mình đã tính được ở đây rồi, thì thuế chúng ta sẽ bằng trị giá nhân 5%. Tiếp tục 5%, 400 triệu, 20 triệu. Rồi chúng ta sẽ tính cước chuyên chở số lượng nhân 1.500, cước chuyên chở bằng số lượng nhân 1.500. Tổng cộng của chúng ta sẽ bằng ba cái cộng lại. Thì ở chỗ này ba cái cộng lại thì chúng ta không dùng cộng, bởi vì nó dài, chúng ta sẽ dùng sum. Sum thì chúng ta sẽ chọn sum theo một dãy ô, đóng ngoặc lại, enter. Như vậy chúng ta sẽ làm cho một dòng, chúng ta bôi đen cả bốn ô, double click, nó sẽ tạo cho những dòng còn lại. Nó bị dính ở đây cho nên nó không có dừng, thì chúng ta kéo xuống đến đây thôi. Và ở đây có tổng cộng thì các bạn có thể dùng sum, hoặc các bạn có thể dùng cộng tự động. Cộng tự động thì ở trong này nó có cái auto sum, các bạn dùng cộng tự động ở đây thì nó sẽ tự sum từ E7 đến E13, được chưa nào? Và tương tự như vậy các bạn cũng sử dụng cộng tự động ở đây. Đấy, như vậy các bạn đã hoàn thành được bài 1 rất là đơn giản với những công thức cơ bản. Và trong cái bài mà thầy gửi cho các bạn đó, nó đã có dữ liệu sẵn, các bạn điền công thức lại để nó hiển thị cái kết quả giống như thầy đang hiển thị cho các bạn. Khi các bạn đã làm Excel và trên máy của các bạn đang dùng là máy tính, thì các bạn chỉ cần bôi đen cái vùng Excel này, Ctrl C, các bạn đưa lên group Zalo, các bạn nhấn Ctrl V, gửi dạng hình ảnh, và các bạn gõ thông tin của các bạn vô đây. Ví dụ 00 Quang Bình, thì các bạn đã gửi được thông tin của các bạn. Đó, các bạn gửi cái thông tin này lên giúp thầy.
Như vậy mình đã hoàn thành được bài đầu tiên với những công thức rất là cơ bản.